khi á em ẵm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á thì có khi bà nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi thì em có bầu á thì em động tay như người ta thì được chồng chở đi làm, còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm, sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì không biết làm sao ấy đó. Nên em nhìn hồn mà từ nhỏ là em ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha, em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha đó. Mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Em giới thiệu về mình. Dạ em tên Lê Vũ Phương, năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp là em đang công an. Thôi chào em tên gì, giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Trang và hiện tại là em 24 tuổi, em đang là giáo viên. Cha, công an và giáo viên thì sao mà quen nhau được ta? Em với vợ em quen nhau là do hôm đó là cơ quan em tổ chức hội thao với lại văn nghệ. Rồi mời bên trường đại học sư phạm của vợ em đang học á. Và qua tham gia giao lưu. Cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh này thì sao? Chồng em nhỏ xíu à, em nghĩ là trong bộ công an có mỗi cái canteen lại bán cơm á, em nghĩ là chồng em là bán cơm ở trong đó. Rồi sao nữa? Dạ sau đó thì hai đứa coi văn nghệ thì ảnh có xin số điện thoại của em thì em cũng cho anh số. Rồi bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Dạ khoảng một tháng sau thì em với vợ em yêu nhau. Cũng lâu ha. Hỏi nghe nè, vợ em ghen dữ dội không? Cũng ít lắm anh. Rồi có lần nào mà ghen mà cãi vã nhau chia tay? Dạ có, em thì lúc mà quen được 1.5 năm rồi á, lúc đó em mới phát hiện là chồng em còn quen cái cô ở dưới quê á. Mà em ngu lắm, em bữa giờ quen mà em không biết. Xong em tức giận quá, em thi xong em xách giỏ về quê. Sau đó thì chồng em năn nỉ rồi lý trí ông bảo rồi con tim kia phải xách giỏ lên Sài Gòn tiếp. Ôi rồi xong lúc là tự động em vô luôn chứ cũng dạ. Không phải là do là nhận được lời xin lỗi. Dạ không, lúc đó em điện thoại lâu cũng khoảng gần một tháng á em mới điện thoại được và đôi khi em xin lỗi. Rồi bao lâu rồi lấy nhau? Sau đó 6 tháng thì em lấy nhau. Vậy bây giờ tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Gần 1.5 năm rồi. Trước khi đám cưới là chân chu xuân sẻ, có khó khăn gì trước đám cưới không? Dạ không, trước khi đám cưới thì cũng khó khăn lắm chị, tại vì chồng em thì miền Tây, em thì miền Trung. Cưới thì mẹ em khóc dữ lắm, mẹ em nói là giờ có một đứa con gái mà giờ gả xa quá. Với lại là mẹ muốn là về ở bên cạnh mẹ á, là dù gì là cũng ở sát nhau thì có mẹ có con. Cũng sợ vùng miền rồi không sống được với nhau á chị. Hai em phải làm như thế nào để vượt qua những cái điều đó? Em điện thoại cho ba mẹ em xin cưới thì ba mẹ em cũng nói là mày cưới gì xa quá, thôi để cưới ở miền Tây đi cho nó gần. Xong sau đó thì em điện thoại cho mẹ ba em với năn nỉ thì nói chung là vợ thương vợ con rồi thì bây giờ buộc phải cưới nên ba mẹ cũng đồng ý theo con luôn. Dạ cũng đỡ ha. Giờ đến cái phần mà sau khi cưới về đó thì đại hội danh mặt đó, tới đại hội phát hiện chồng em có gì xấu không? Đầu tiên á là ở sạch sẽ dữ lắm. Cái nhà mà quét tới ba người quét ba lần rồi mà chú về chú cũng cầm chổi chú quét lại nữa. Áo quần của em á là 7-8 năm rồi vẫn y như mới, chứ không như em đồ em cứ vài tháng là thấy cũ rồi. Tính em là em cứ bừa xong rồi em mới dọn một lần luôn chứ em không có dọn từng cái một. Ở sạch của anh em giờ ai cũng sợ. Ở chồng em còn gì nữa không? Về nhà chồng em ít nói lắm, chỉ ẵm con chơi chút rồi cũng không nói chuyện với ai hết á. Nên là cái khoảng cách giữa chồng em với mẹ em nói chung là cứ hai người gặp nhau nhưng mà không có nói chuyện với nhau, làm cái không khí gia đình nó trầm lắng, nó không có được vui vẻ. Nhìn thấy rất là vui vẻ, rất hoạt bát mà. Dạ trước giờ em ít nói lắm anh, mẹ ở nhà thì nói chung là cũng lâu lâu mới nói chuyện với mẹ vài câu thôi chứ cũng không có tâm sự với mẹ nhiều. Về là cứ hầm hầm mạch làm cái xong mẹ em cũng thấy cảm thấy sợ chồng em nữa. Ủa nhưng mà mẹ em vô đây là chăm em chăm, dạ, chăm con phụ bé. Em đúng không? Dạ. Nhưng mà mẹ em sợ chồng em sao kể nghe sao? Mỗi lần chồng em sắp về là mẹ em bắt đầu đi làm là cái gì cũng phải thiệt sạch sẽ. Chứ mà chồng em có dữ không? Cũng biết nữa, tại chồng em ít. Chồng em nóng tính nên là chồng em im mà. Tuy là sau khi cưới về là em chưa bao giờ em tâm sự với vợ em hay sao? Dạ tâm sự với vợ. Vợ thì tâm sự chứ với mẹ vợ. Còn mẹ vợ thì em ít tâm sự với mẹ vợ. Chưa bao giờ luôn? Dạ chưa. Với mẹ ruột của em thì sao? Dạ nếu mẹ ruột thì em cũng ít đó anh. Em thương mẹ vợ không? Dạ có chứ, đôi khi em thấy mẹ em ở nhà mẹ em làm hết trơn, vợ em không có làm gì hết trơn á. Con khóc vợ em nằm mà mẹ em bồng không à. Nhưng mà anh nghĩ là em là thuộc tiếp người là ít có chịu thổ lộ với những người xung quanh đúng không? Dạ. Vậy thì chứ không phải em là người vô tình vô tâm. Dạ đúng. Nhưng mà qua chương trình này em cũng muốn
nói gì với mẹ vợ em không? Dạ qua chương trình thì em cũng xin cảm ơn mẹ vợ em rất nhiều. Và tại vì con ít có tâm sự với mẹ nhiều nhưng mà con vẫn thương mẹ. Xin mẹ hãy xem con như là con ruột. Thì phải xem là con ruột thôi. Rồi bây giờ chồng có hay đi nhiều không cơ? Công việc của chồng em bắt buộc 2 ngày mới được về một đêm. Về nhà lúc nào cũng 8, 9 giờ tối rồi về chồng ngủ cái sáng mai chồng đi. Nên là em thấy tuổi thân dữ lắm. Tại vì muốn ăn cơm chung với chồng một bữa cũng khó nữa. Có lúc thì con bị ốm đi sốt cả đêm, chỉ có mình em phải ấm bé, không có ai, nói chung là không có ai giúp đỡ em hết á. Vì lúc mẹ em chưa có vô á, rồi có khi em ẵm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á thì có khi phải nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi thì em có bầu á thì em động tay, nhưng người ta thì được chồng chở đi làm, còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm, sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì cũng không biết làm sao hết đó. Nên là thực sự là ngày lễ Tết hay gì em thấy nhà người ta đông vui vậy đó, em thấy tuổi thanh ghê gớm lắm. Mà em cũng sợ con em sau này sẽ buồn nữa. Tại vì những ngày lễ thì chồng em phải được 100%, không có về nhà. Mà mấy bé kia thì được ba ẵm đi chơi, rồi cả gia đình cùng đi chơi á. Mà con em thì có mình em mà. Nên em nhìn mà từ nhỏ là em, ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha. Em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha đó. Mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Hiểu được nỗi lòng của vợ? Dạ em cũng hiểu với anh, nhưng mà tại vì do đặc thù công việc của em nó như thế là đôi khi em cũng nói tâm sự với vợ em cũng thể thông cảm và hiểu cho em. Ông nói vậy chứ ông có tâm sự với chị ạ. Ông có ngày lễ chị sinh nhật em á, chồng em trực á, rồi cũng không nhắn tin về chúc sinh nhật vợ, hay là cũng không có mua quà vậy đó. Vậy là coi như tôi đánh giá về chồng em sai hoàn toàn. Hồi nãy tôi đánh giá, tôi nói chồng em là một người vô tâm, vô tính. Bây giờ nghe xong rồi, ông lẽ bây giờ tôi quánh ông chứ. Tôi nghe nè, trước khi em lấy chồng, dạ, em có nghĩ rằng là cái cuộc sống sau hôn nhân nó như thế nào? Dạ, lúc trước em lấy chồng á thì nói chung em nghĩ cuộc sống hôn nhân của em cũng bình thường giống như mọi người thôi. Là cũng cùng chồng nấu cơm, rồi thứ bảy chủ nhật thì cùng quây quần bên nhau, rồi những ngày lễ thì mình ở cạnh nhau, rồi nói chuyện trò chuyện này nọ, rồi cũng được như bao người vậy đó. Nhưng mà khi lấy chồng em thì vỡ mộng hoàn toàn. Nhưng mà nó khổ là cái tính chất công việc của em, nó khổ vậy đó. Dạ. Có những cái mà chồng em muốn chia sẻ với em mà cũng không thể được, bởi vì nó thuộc về bảo mật rồi. Cái đặc thù công việc của chồng là như vậy. Tuy nhiên á, theo chị thì chính vì cái công việc của mình nó là như vậy thì bất cứ lúc nào mình có thời gian rảnh thì mình phải bù đắp. Chị hỏi này, em có thường có những hành động lãng mạn nè, hay đưa vợ đi cà phê, đi ăn kem hay đi coi phim không? Dạ, lúc mà chưa có em bé thì có vậy, nhưng mà sinh em bé tới giờ thì vợ em phải ở nhà chăm nên ít có, vợ chồng em ít có đi. Nãy mới tố nó là vợ mẹ vợ em làm không à. Vợ em nằm con khóc rồi cũng mộng. Vậy lúc đó tại sao không hốt đi cà phê đi? Tôi tài trợ cho, đi coi kịch đi, tôi tài trợ nè. Dạ. Đúng không? Thích đi coi kịch không? Dạ có chị. Tôi tài trợ vé cho đi đó. Lãng mạn chút đi. Tôi thấy thương quá à. Trời ơi, cặp mắt vợ đẹp quá. Đẹp quá. Như hai trái nhãn vậy đó. Đẹp trời. Như tôi vậy đó. Mà tự nhiên để nước mắt rớt xuống mà ngồi không biết lau cho vợ nữa. Hiểu. Trời ơi. Mắt vợ đi. Thương ghê không? Nãy giờ vợ đã nói rồi đó. Yeah. Phương có điều gì muốn nói? Mong vợ thay đổi, mong vợ hiểu, chia sẻ với vợ. Đứng lên được, ôm ấp được. Ôm ấp đi. Để người ta nhắc tuần hoài. Cái cơ hội nữa. Em mong vợ em sẽ thông cảm cho em và bớt tủi thân, bớt khóc. Trong thời gian em không có ở nhà thường xuyên nên em ở cơ quan. Ôi trời ơi, nói với tôi làm cái gì? Nói với vợ kìa. Dạ. Gì đây? Rồi, rồi. Tao ôm hoài à. Rồi. Chúc hai em hạnh phúc nha. Lý do gì mà dính được tay hai vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó láo láo à. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình đợi cái thằng im im nó lại là dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi, cố tình im để cho mình chú ý thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ đơ thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sao ổng nói thôi mệt quá
giờ nắm tay luôn đi thì là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn, là dính luôn. Chào hai đứa. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy, em sinh năm 1989. Em trung say đắm quá. Dạ. Hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. À, và em giới em hát nhóm đi. The Queen, đánh DJ thêm. Rồi, mời ông xã. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, năm nay 35 tuổi. À, hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. À, có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ hơi sai chút xíu. À, bé nó lịch sự quá chị. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết. Người ta cũng trúng bộ, lâu lâu cũng trúng miếng. À, hai vợ chồng kể cho anh nghe đi, cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Em là đi hát chung với chị, sau đó thì em mới biết ảnh. Hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? Tính ra là cũng 14-15 năm. Cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Lúc đó em thấy cũng xinh xinh, chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Hồi xưa là hot boy. Em gặp ảnh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều, mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ thường em thấy ai mà mặc đồ ảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta, đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng, là tin tưởng an lắm. Tâm đúng không? Đúng rồi. Do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm giác em ghét. Là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Nhiều khi nó thích á, nhưng mà làm bộ nó không thích. Đâu có cảm giác gì không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Rồi sao quen? Lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Mà cuối cùng á người ta không có dính. Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó lao láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những thằng im im nó lại là dạ chú đúng ý anh. Dạ đúng rồi, cố tình im để cho mình chú ý tới. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa, mấy đứa em á rủ đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn hai đứa em xong xuôi lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ thấy kỳ kỳ ngại ngại, cái sau ổng nói thôi mệt quá giờ nắm tay luôn đi kỳ. Là tôi rất là quen luôn. Đúng là quen luôn, là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17-18. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Mà khi anh quen em rồi anh còn đào hoa không? Còn anh trong cái thời gian quen á, những bạn gái cũ á, hay nhắn tin rồi rủ đi ăn sáng này. Cái vô tình thì em phát hiện thôi. Thì em mới biết. Chứ đâu em đâu biết là cũng có bạn gái trước hay này nọ. Ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này đã thấy, đã thấy tin nhắn rồi bà cũng gọi đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong manh nữa. Xong là bà giận em. Bây giờ anh hoặc là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. Anh suy nghĩ xem như thế nào rồi anh trả lời cho em một câu quyết định. Trong lúc đó thì ca sĩ này nọ kia lên tập đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại. Xong rồi em lại ghé ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý. Dằn mặt, nhưng mà tới lúc mà anh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để... sao? Không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn, đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó. Cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nói ổng quyết định, ổng chọn em. Thì em cũng quyết định vậy thôi.
Tôi không chọn anh. Thật sự lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ còn nhỏ. Nhưng mà gia đình có biết nhau không? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Chỗ la không cho quen mà. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, cảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là ừ chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy đó. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ ông luôn. Bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ cũng trẻ lắm. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy rồi, năm mấy đó. Nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ vậy đó. Bác sĩ bỏ cưới hay sao? Dạ không, cái chị á bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Cái nói cái ba em nghe, cái ba em mới kêu ổng ra nói ừ con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi tự nhiên lại. Bớt tự nhiên lại thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba. Ừ ba ơi con muốn có vợ. Nhắn với ba. Lúc đó là em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. Trời đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Em nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Khi mà qua thì gặp ông nội bên này, ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm nữa đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, thì chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Rồi đi cũng một 10, năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Ủa tháng vậy là sao? Ủa gì có đám cưới đâu. Xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Tại vì về được 5 ngày. Về được có 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần trăng mật bị khuyết. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 ngày tính luôn ngày cưới. Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, dạ tính ra là 19. Tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng. Cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ. Mười mấy năm mà chứ đâu phải là ít. Dạ đương nhiên là phải có. Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Lúc đó là cưới nhau được bao lâu rồi? 8-9 năm rồi. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi. Rồi cũng quản lý em đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia vậy nọ. Rồi em thấy nhắn tin. Rồi em phát hiện tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nọ giấu run rẩy lắm, run rẩy lắm không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi sao mà tối ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại rồi em nói chắc chắn là có chứ mày không có đó. Cái xong mà em chụp đại vậy mà dính hỏi thẳng luôn đó. Rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết, cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn thì mưa nắng chút đỉnh đúng đó. rồi gì. Em được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết, em không có tự giải quyết mình. Ba mẹ bên em kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không được vậy mày phải nói với lại vợ mày sao, lên bàn thờ ông bà rồi hứa chứ cửu quyền thất tổ. Dạ, là cái đó là không có chối anh, được anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ thôi, rồi chúc mừng. Sợ tới giờ thôi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em vụ ơi kia đi. Cái đại hội vạch mặt em đi. Biết cái vụ đó không? 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không? Tật xấu gì không em? Nói thiệt xấu với vợ em thì dở lắm, dở về
nấu nướng giặt giũ tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở lắm. Là không biết làm không gì biết hết nấu là sao? Luôn không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng mì mì tôm là chiên trứng thôi. Hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Còn có biết rửa chén không? Cái con em nói cho mẹ mày rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm á, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Dữ lắm anh ơi. Dữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ. Dữ cỡ nào đâu em? Cực dữ. Xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Sáng dậy còn chửi tiếp. Em có phản ứng không hay là im lặng? Em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều giờ đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Ừ, nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Rồi tới em đó. Không mà nhiều lắm. Tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao đi kiếm show cho em. Ngoại giao rộng, dạ đúng rồi. Cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao sao cho mình biết. Cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là là tới sáng. Trời ơi, giọng thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bác ngồi bác cứ lải nhải hoài. Cằn nhằn á, cằn nhằn hoài. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Không mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Ừ. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn cằn nhằn kiểu đó là làm biến nhậu luôn á. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Ngủ á, khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai. Cái đó tật rồi. Nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Đang mà trong khi quạo đúng quạo luôn. Mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu. Em giữ giác nữa. Mà mua một lần mua về, mua 2-3 phần. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. Ổng ăn 2 phần. Ủa cái tật mà nhậu em xong về khuya phần. Hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Đúng anh gì á? Bạn anh em dạ. Hai cái đầu đồng cảm cái đầu, ghê hồn luôn. Ừ. Rồi sao nữa cưng? Đó, rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu quá đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng anh. Chỉ có gì đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn Đạt thay đổi điều gì? Bớt nhậu lại. Dạ. Rồi giờ Đạt mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Em thì muốn bà hiền chút thôi. Trời, nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Đúng rồi chị. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn cử nhữ nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Dạ. Tuần 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chị thấy nhai từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe. Dạ, thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Em nói là anh đừng có nhắn tin tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Ừ. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thì cũng quay về Việt Nam thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số không lại bị ổng lăng nhăng. Đó, lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao cầm lại Linh nói con thì mê gái dữ lắm chị ơi. Mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người rất nhiều. Tại vì người ta tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em. Thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Và mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của đôi vợ chồng thứ nhất. Rồi, tôi đã nhận ra rồi. Nhận ra rồi phải không? Mời chị em. Đây, chắc có lẽ là quý vị cũng dễ dàng nhận ra đây là một cặp đôi rất là hot. Đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn mà yêu thích TikTok thì chắc chắn là các bạn đã nhận ra cặp đôi này là ai rồi. Tuy nhiên đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin mời hai bạn ha, làm đúng thủ tục đó là giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh. Em năm nay là 34 tuổi. 34. Và em ở đến từ Hà Tĩnh và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái. Em cũng 34 tuổi bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở Hà Tĩnh. Lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Hai bạn làm sao gặp nhau?
Cơ duyên nào, ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Ở trong sông Bài. Tại Marina Bay Sands. Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn, trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá. Xong em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là ồ, bạn em ở Việt Nam hả? Mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Ủa mà lý do gì sao mà em không trả lời? Tại vì em không thích thấy ổng, lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ vẫn bẩn á. Nhìn ổng dơ dơ vẫn bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Hay sạch tóc? Lúc đó ổng có tóc, phải ổng không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn nó có mấy cọng le que anh vậy là đẹp rồi, trong em ngày xưa xấu lắm. Hối đúng không? Hối dạ. Mà không chấp nhận. Đúng rồi. Mà ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà áo sơ mi á, sọc á, lúc nào cũng Angani, nhìn ổng già lắm. Em tưởng đó ổng là người India. À, tưởng đó hả? Tại vì em không thích người India, người India hay bị hôi nách á. Em không có thích là người India. Tại vì em nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn hành tới giờ. Cho nên em bị sợ. Sợ, nhưng xong mà cái ngày đó thắng thua nào? Không, bữa đó là thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Ảnh là cái bữa đó tiền. Là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ đúng. Sau đó một hồi lát nữa thì chị em mới nói là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow, ok đấy. Là lúc đó có xin được không? Lúc đó thì vẫn chưa, vẫn xin chưa. Bạn vẫn không cho. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện để liên lạc. Đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này? Cũng lâu lắm á, tại vì một tháng. Em có bồ ở đó. Em sắp lấy chồng ở bên Singapore. Nhưng mà là ảnh biết em có bạn trai không? Biết mà ảnh vẫn cua. Bồ em á thì biết tiếng Việt hơi. Em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thằng kêu wow, có gì? Nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi, em nói bảo anh khùng cái gì anh nhắn tin. Không không, anh nhắn lộn em ơi. Mà ông nhắn liên tục vậy đó. Cố tình đúng không Linh? Không cố tình mà. Rồi thằng bồ em giận. Bao lâu bồ em mới bỏ em? Chắc cũng vài tháng anh. Chịu không nổi đúng không? Nhưng mà cái đó là kế hoạch của em đúng không? Dạ đúng rồi. Kế hoạch để đánh bật đối phương đúng không? Dạ đúng ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Ngoài cái việc là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia, thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là còn những chiêu cái, á, còn cái chiêu nào nữa không? Show luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng, trưa, chiều, tối là em đều nhắn tin. Đó, thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số. Thì bắt đầu em tạo Viber. Chặn Viber thì em lại mở cái like. Nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác và để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác, lại nhắn tiếp. Đó, thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em có chặn được 7 tỷ cái sim ở trên thế giới này không? Nếu mà không làm được thì đừng có chặn. Trời ơi. Cảm giác em sao? Để cảm giác hỏi bây giờ. Trời dễ sợ quá. Thật sự mà nói lần đầu tiên á, với mấy tháng đầu em ghét chồng em lắm luôn. Tại vì ổng phá mình á, mình ghét lắm. Là em chặn hết, xong em nói là anh với em không thể nào đâu. Thật sự mà nói em không thích trai miền ngoài. Em làm bên cái ngành làm đẹp ấy, thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ. Ổng thì tóc kiểu đó làm sao, rồi thì ổng ăn mặc xến xúa nữa. Cái thời trang có phù hợp với em. Em mới nói là anh với em không có thể nào. Với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời, nghe kiểu này chắc nhức đầu chết luôn rồi. Mà không ngờ ổng chơi chiếu. Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này ấy. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau ấy, thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa. Em về Việt Nam là em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. Em biến mất trên thị trường chứng khoán luôn đó. Rồi sao? Thì sau đó bạn ấy mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? Dạo này không thấy. Thì em biết là cá đã cắn câu rồi. Cá đã cắn câu rồi. Sau một tuần đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Thì quay lại sinh nữa? Dạ. Em mới nhắn cho bạn nói là anh mới qua này, đi ăn đi. Thì sau đó em mới nói là
một tuần rồi ấy, thì anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì chắc là anh em mình chỉ là anh em thôi chứ không có yêu nhau được đâu. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi nhưng mình phải bắt đầu phải chảnh lên. Bắt đầu làm cành cao, cành cao lên rồi lúc đó em sao? Thì em biết ông này ông cũng chảnh mà thì cũng đi ăn thôi. Lúc đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không. Nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình cũng còn bạn trai, chưa có chia tay. Em mới nói với ảnh là ngày mai em sẽ đi tàu casino chơi với bồ em rồi. Cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bồ em, là bồ em cho người lại đón em. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ông nói là thôi em đừng có đi. Kiểu như ổng tấn công trước đó chị. Ổng hớt tay trên á. Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Sao em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. Biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua cũng vậy à. Còn đi với anh này, ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10.000 thì nó là bình thường. Còn anh không có gì anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Đâu đó mà mình cảm thấy thương ổng. Là bắt đầu là thương ổng, là đi theo ổng. Dạ đúng. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có chính thức có hai đứa chính thức là yêu nhau đó. Tình cảm của hai đứa có yên ổn không hay là có sóng gió? Dạ rất là nhiều sóng gió. Khi đó em ở mới sinh thì tính lấy chồng ở sinh cho nên mới ở, thì không ở nên thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại, thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số không. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn. Mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ hết tất cả vì ổng. Đó về lại thì bị khổ lại, lại bị ổng lăng nhăng. Đó lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao kỳ vậy Linh? Linh nói con mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai mà không mê gái, nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng khác là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi được vợ em. Xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi. Đó bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. Đó, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, em về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. Thì lúc đó là bắt đầu mình thấy rằng là trái cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi, nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được. Thì thôi đi kiếm người khác. À vậy đó hả? Ủa như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau? Cũng 4-5 năm nữa. 4-5 năm mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? 7 năm chứ, lấy nhau mới 7 năm á. 7 năm chia tay 2 năm. Chia tay 2 năm. Thật ra 2 năm đó thì cái người bạn trai bên em Singapore về tính cưới em lại. Thì gặp lại anh này có một bệnh rất là nặng, tưởng nó là chết á. Nói chung là cũng có một cái người cô ở bên ở ngoài vô thăm rồi kêu con em qua thăm ảnh, thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới là một cái duyên. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi thì kêu qua, thì mình qua thì thấy ảnh bệnh gì đó, mình đang sốc không có nở. Thì tức là lúc anh Linh bị bệnh nặng đó hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó em bị sốt xuất huyết. Dạ đúng rồi. Thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi chăm sóc rồi biết hai đứa có tình cảm lại. Có nghĩa là cái thời điểm cái đó là lúc đó là em bị xong, thì lúc đó em cũng có bạn gái. Vợ em cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng lúc đó vợ em bị nổi cháy rạ nên là không có làm đám cưới được. Thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có thể thương mình ấy. Thì lúc đó em nói là thôi bây giờ cưới nhau đi. Cái là hiểu là vợ mình thương mình thiệt đúng không? Xong rồi lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi. Thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái, còn em chia tay chồng em đi. Rồi xong mình đến với nhau. Thì vợ em nói là không thể được. Thì lúc đó đang nói chuyện đó thì bạn gái của em đến. Đấy, rồi sao? Người. Ba rồi. Người nói chuyện với nhau. Thì lúc đó em nói với bạn gái mới của em á, nói là không, đây là vợ cũ của anh. Bây giờ vợ cũ quay về. À vậy đó. Như vậy là sau cái bữa đó là em lại chia tay với anh kia nữa đúng không? Thật ra có một thời gian em cảm thấy rất là gay gắt. Bạn đó người Sinh hả? Người ta rất là tốt. Nhưng mà em nói thật sự thì người ta chỉ nói với em một câu thôi. Nó kêu bằng mày tao. Nó nói nếu như mày đã chọn rồi thì mong mày là hạnh phúc.
người ta không có nói gì nhiều. Em lên Linh rồi anh cũng thương mình, là hạnh phúc, mình cảm thấy nó không còn suy nghĩ tới. Cái ban đầu thì cảm thấy rất là buồn. May là sau này em được như vậy á, em cảm thấy cũng được hạnh phúc. Chứ mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều. Tại vì người ta tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em, thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Thì thôi bây được giờ... như vậy là rất là vui rồi em. Dạ. Và thậm chí nếu như mà người ấy ở bên Singapore, nếu như có xem được chương trình này thì chắc chắn người ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Cũng cảm thấy vui là bởi vì thấy em hạnh phúc. Và nghe được cái điều mà em vừa nói là bởi vì em đã tìm được cái hạnh phúc của em, là người này đã thay đổi cuộc đời của em. Và bây giờ bắt đầu anh rất muốn biết thay đổi như thế nào. Sau khi mà hai vợ chồng cưới nhau rồi đó thì hai người đều thay đổi 180 độ hết. Ai xung quanh cũng bất ngờ về việc mà thay đổi của mình. Vợ em cũng trước đây thì hay đi chơi, ngủ lúc nào 11, 12 giờ mới dậy. Thì bây giờ là vợ em rất dậy rất sớm. Cái này em dậy là vợ em dậy. Rồi xong rồi cũng chăm chỉ đọc sách, rồi làm việc. Đọc sách. Cũng là thay đổi tất cả mọi cái chứ không giống như ngày xưa nữa. Giờ còn xào chẻ nữa không? Không. Hết rồi. Hết rồi. Thôi như vậy là quá tốt vậy rồi. Vậy là hay quá. Thôi bây giờ nói chuyện thay thế cũng phải có cái chuyện kia chứ. Cái vụ kia cái đó. Chuyện mà lấy nhau rồi mới lòi ra tật xấu đó. Chứ phải có chứ sao mà không có được. Đúng, mình con người mà đúng không? Dạ. Thì vợ em chỉ có một cái duy nhất thôi là nóng tính. Còn lại mọi cái là đều ok. Ổn hết đúng không? Em ngày xưa thì là rất nóng tính. Thì sau này em lấy vợ em lại điềm tĩnh lại. Dạ. Là bây giờ nóng cỡ nào, nóng cỡ nào? Nóng nhiều lúc là ví dụ như có một lần bọn em đi Nhật thì em đưa cả công ty đi. Thì lúc đó vợ em mới mua 4 cái áo cặp, là có hai cặp, có một gia đình kia với là gia đình em. Thì vợ em nói là chồng mặc đi. Thì em mới nói là không, anh đưa tất cả toàn bộ đội ngũ đi. Thì anh là lãnh đạo công ty, làm sao mình có thể mặc đồ riêng như vậy được. Thì vợ em bắt đầu chửi sùm lên hết. Đó, thì trên đường đi taxi ấy, lúc đó em giải thích em nói, vợ em tán cho em cái. Vợ em tán cho em cái. Xong ra đến sân bay là vợ em quay về luôn, không có đi nữa. Thì lúc đó chỉ có mình em đi thôi. Thì em đặt Grab đưa cái vali của vợ em về. Lúc đó em có lỗi thì tại vì lúc đó đang có bầu, hình như là trong người không được có tỉnh táo. Lúc đó bầu hay nóng lắm nha. Đúng đó, em nóng ghê lắm. Em thay đổi kinh khủng lắm. Nói là chửi dơ dơ vậy, kiểu như y như bà điên vậy đó. Thôi như vậy thì lại là không phải là cái lỗi nóng rồi. Cái đó sau là này thì sau này vẫn nóng hả? Em phải kể chi tiết sau này khi mà đã sanh rồi. À, đến bây giờ vẫn thi thoảng vẫn còn nóng. Đúng là cái nóng tính bây giờ chứng tỏ ngày xưa tôi đỡ hơn cái thời mong bầu thôi. Nhưng rồi bây giờ còn tật gì nữa nè? Đối với vợ em thì chắc là chỉ có mỗi cái đó thôi. Còn lại một cái là ok hết. Rồi thế còn em, chồng em sao? Chồng em thì cái gì cũng giỏi, nhưng có cái ông hơi mê chơi, mê cái môn gì là ông chơi ghê lắm. Cho nên mỗi lần ông đi chơi như vậy cái bắt đầu em hơi bị sợ. Tại vì ngày xưa mà ông cua gái á, là cua đứa nào là phải được đứa đó, phải dính đứa đó đó. Cho nên cảm giác mình cũng hơi sợ, mình sợ sau này ông mê con nào nữa chắc ông bỏ gia đình nữa. Cho nên em sợ là cho làm như thế nào cho ông kiềm chế lại được đỡ. Tức là biết điều chỉnh cái đam mê đúng không? Dạ đúng đó, rồi. Biết điều tiết á, tức là điều tiết lại cái đam mê. Cân bằng lại. Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ lúc mà lấy nhau về, có nghĩa là 5 năm ở với nhau, ổng có lén lén bên ngoài không? Cái đó thì không. Nhưng mà em là em sợ sau này thôi đúng không? Dạ tại vì cái người xưa người ta hay nói mà giang sơn dễ đợi bản tính có dời á, cho nên em cũng hay sợ. Sao em không nghĩ đến một cái việc nó ngược lại, cái chuyện đam mê á và sống chết với cái đam mê của mình, đó là cái bản tính của ảnh rồi. Thì trong cái đam mê nó có rất nhiều thứ, mê gái, mê chơi, mê làm ăn, mê công việc, hoặc là mê một cái môn nghệ thuật hoặc là môn thể thao nào đó. Thì nếu như bây giờ á, ảnh em hướng cái mê đó, né hết cái chữ mê gái với mê chơi đi, hai cái né ra, thì còn lại những cái kia nếu anh mê được thì quá tốt. Tại vì nếu như anh mê những cái đó thì anh không còn thời gian đến mê gái với mê chơi nữa. Hiểu chị không? Tánh ổng á không có xấu gì hết, chỉ có một cái là mê chơi. Nếu ở nhà mà mỗi khi nó đi chơi là xúm đồ, là đi một cái một gì đó, không báo trước với vợ con gì đó, gọi điện không được thì là mình lo thôi. Chứ ở nhà thì tánh thì lúc nào cũng vui vẻ, giỡn như đứa nít vậy đó. Chị cảm giác là vợ em vẫn còn cái điều gì mà chưa nói với em á. Nãy giờ chị ngồi nói chuyện với vợ em chị vẫn có cảm giác đó. Hôm nay nhân cơ hội đến chương trình Vợ Chồng Son thì như chị Vân vừa mới nói thì anh cũng rất muốn Linh đi, mình đàn ông mà đúng không? Anh rất muốn em thể hiện bằng lời nói, bằng hành động gửi đến cho vợ mình nhân cái dịp mà đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ.
chỉ cần là vợ tin tưởng, bởi vì chắc chắn là bây giờ em đã thay đổi rồi. Ngày xưa là chồng xác định rất rõ là khi mà mình chưa lập gia đình thì mình sống thoải mái, sao cũng được hết. Nhưng khi mà mình có gia đình thì có hai thứ. Thứ nhất là mình sẽ dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Thứ hai là buổi trưa và buổi tối là đều về nhà ăn cơm. Thì vợ thấy 5 năm rồi thì vẫn giữ nguyên một cái thói quen như vậy. Và 5 năm đủ thời gian để vợ tin tưởng rồi à, thì mình không phải lo bất kỳ một cái gì nữa. Vợ nói gì chồng đi cưng? Thật ra thì bây giờ vợ rất là tin chồng. Như có một cái người phụ nữ của mình mà chị có cái gì chích thương ở trong lòng rồi thì nó hay bị khơi dậy á. Với lại bây giờ thì chồng của em thì cũng thành công rất là nhiều, xung quanh thì nhiều người dòm ngó lắm. Cho nên em thì nói chung là phụ nữ mà lúc nào mình cũng muốn giữ cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc. Thì nói chung là nói không ghen thì thật ra là không phải, thì cũng có. Nhưng mà thật ra ở chồng em thì em cũng tin tuyệt đối. Chỉ mong là chồng làm cho mình nó rõ ràng một tí, là không còn gì để em phân vân nữa hết. Là tuyệt vời luôn đúng không? Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ọn ẹn thôi à. Em kêu lên dưới cái chân gà, bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn, thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Là qua rồi, cái vòng phụ huynh đó đúng không? Đúng đó, ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá, ba chịu hết nổi, ba ngủ đi. Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm, rồi xịt dầu thơm đi làm. Nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Nhậu về sợ chết. Tắm lên đục quỷ nên thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai vợ chồng hả? Mời em giới thiệu cho mình. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả ạ. Em là Lê Thị Thu Hà, năm nay em 25 tuổi và em đang làm công việc kinh doanh mỹ phẩm ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em tên là Đức Anh, năm nay em 33 tuổi, em đang làm chuyên viên của Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai. Hơn bà xã tới 8 tuổi luôn á hả? Hai vợ chồng các em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai vợ chồng em thì quen nhau qua mạng. Lúc đó là em cũng là đang kinh doanh mỹ phẩm ấy. Thì anh có nhắn tin rồi theo đuổi em mà lúc đó em là sinh viên. Nhắn tin gì? Đòi mua mỹ phẩm hay là dạ không, nhắn tin cua thôi. Vậy hả? Dạ. Mà sao Đức Anh lại biết cái Facebook của cô này? Tại vì kiểu như giờ nghỉ trưa anh là mình rảnh rảnh mình coi, mình sợt sợt thấy cô này cũng được nên là mình nhắn tin cua cua. Cái câu đầu tiên em nhắn là nhắn sao em? Nhắn chào hỏi rồi ăn cơm chưa chứ con kia. Có cái trả lời sơ qua thôi, còn hoặc là không trả lời luôn. Nhưng không biết sao có 3 năm sau ấy thì anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em nữa. Trời ơi, trong 3 năm đó là anh có thường xuyên là nhắn tin trao đổi với em không? Dạ không, lâu lâu thôi. Cứ nhắn tin xong bật thời gian rồi lại quay lại nhắn tin giống tiếp. Giống kiểu hên xui anh. Giống rồi... như mình bỏ vốn đó phải không em? Bỏ vốn như vậy là em cũng nhắn nhiều Facebook khác nữa. Nghĩa là xong rồi đến đâu có một ngày đó mưa tình cờ thôi. Anh cô ấy, vợ em mới đồng ý đi uống nước với em. Xong rồi đi ăn uống kia. Thì nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ọn ẹn thôi. Em kêu lên dưới cái chân gà, bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn, thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Dạ. Phải không? Thì em gặp ngoài đời thì em thấy sao? Lần đầu tiên, ấn tượng lần đầu tiên á. Dạ, em thích lắm. Mà xinh không? Dạ, xinh. Giống hình nền không? Dạ. Vậy còn em thì sao? Thì ra đó uống cà phê thì thấy anh này cũng nói chung là tính tình cũng thiệt ấy. Cách ảnh nói chuyện không có đi qua như mấy chàng trai khác. Thì mình cũng có cảm tình ngay lúc chắc đầu. Chắc là cũng đi ăn chân gà với nhiều chàng trai khác lắm rồi nè. Dạ đó, thì em đi với nhiều, rất là nhiều bạn bè luôn. Bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? 2-3 tháng sau thôi. Em bỏ vốn vô nhiều không? Có mà 2 lít chân gà thôi. Còn có 2 dĩa thôi. Ủa, là sau đó là không có, có... Không có, nhưng mà vợ xử lý hết. Em trả tiền hả? Dạ. Ồ, sao kỳ vậy? Ảnh có trả tiền cho mình lúc đầu thì mình cũng sẽ giao, mình cũng trả tiền qua lại cho anh lúc sau. Hai vợ chồng cứ trả qua trả lại thôi chứ không có cố định là một mình anh phải trả. Ôi, đó xem hay quá vậy. Em cố tình em thử lòng thôi đúng không? Chứ em đi làm em thấy là nhiều cô cũng đẹp vậy, nhưng mà anh giống kiểu bào quá bỏ chạy luôn. Bào quá luôn. Còn có thử cổ nhiều cách khác nữa không? Em đến đón đi chơi, em lấy xe đạp điện em chở đi. Xe đạp điện. Và lúc đó em có nghĩ ảnh là khó khăn không? Dạ thì lúc đầu em cũng nghĩ là anh đang khó khăn. Em thì không có quan trọng lắm cái việc là
người yêu mình phải giàu vậy á. Quan trọng là người ta có ý chí làm thôi. Mà lúc trước ấy, trước đó thì em cũng có suy nghĩ là phải cưới chồng thiệt giàu à, là phải quen toàn đại gia, đi ô tô này kia. Nhưng không biết sao gặp anh này thì em thay đổi hoàn toàn hết. Bao lâu thì mới là chính thức quen nhau, yêu nhau? 3 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Hôm đấy nói quen nhau là vợ đồng ý rồi. Nhưng mà bà kêu thôi dẫn về cho ba má xem chỗ bạn con như nào á. Cái bà kêu thôi chắc chú cháu mình làm tí. Nhậu đâu từ 8 giờ đến tầm 12 giờ hết thùng bia rồi. Chú kêu chứ, ba kêu chứ, thôi chắc làm chú 3 ly rượu nữa đi. Làm tiếp tới 2 sáng luôn. Kiểu như là thử mình xem là có lầy lội là nghe hay không á. Xong đó sau em thấy ba cũng mệt rồi. Em bảo thôi chú cho con mệt, con xin phép con ngủ. Thế là coi như là hôm đấy xong qua vòng đó. Là qua rồi cái vòng phụ huynh đó đúng không? Đúng đó, ba cũng vào nói với em mà. Ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá, ba chịu hết nổi, ba ngủ đi. em có đưa bạn này về nhà bên em không? Dạ có. Lúc mà em quen vợ em, em không nghĩ rằng lúc đó nó xảy ra quá nhiều cái biến cố đấy. Bố em ốm trong vòng một tháng nữa, đúng một tháng, mất luôn. Nhưng mà lúc đó em quen rất nhiều cô lắm, cũng nhiều. Nhưng lúc đó nhìn có mối vợ đến phụ em. Em thấy luôn kiểu là ông trời sắp xếp cho mình. Xong rồi sau đám ấy thì em cũng dẫn về với thiệu mẹ đây là người yêu con này kia đó. Vợ em giống kiểu một món quà trong trời sắp đặt cho em ấy. Nên lúc quý. Và từ cái lúc quen nhau cho đến lúc cưới đó là bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Trong 3 năm đó các em có ở chung với nhau không? Dạ có ạ. Lúc mà gần cưới thì cách mấy tháng ấy, gần hết sinh viên rồi thì ký túc xá cũng sửa lại. Người ta không có cho sinh viên ở nữa. Thì em cũng tính đi tìm trọ. Nhưng anh này nói thì đúng, thôi anh ở chung cư. Nên là qua ở với anh. Tại vì lúc đó anh không phải sống một mình, tại có mẹ anh nữa. Nói chung là mẹ anh cũng có xuống nhà em. Cũng nói là thôi cháu giờ nó không ở được ký túc xá, thì thôi cho qua đấy. Tôi nấu cơm, rồi nấu đồ ăn cho ăn, rồi đi học về vậy đó. Thế là ba mẹ em cũng đồng ý. Mới đầu thì kêu về ở với mẹ. Mẹ dụ, mẹ chồng là người dụ em về. Về ở chung với mẹ nhưng mà có ở phòng mẹ không hay là ở phòng khác? Em ở phòng khác. Phòng đó mấy người? Dạ có 2 người. Thôi, vậy biết rồi. Chứ mà mẹ thì sao, mẹ em? Mẹ em thì lúc đầu thì không có biết em ở chung với ảnh đâu. Cứ nghĩ chắc ở nhà thôi, nhưng là ngủ với mẹ. Với lại là mẹ có lên thì mẹ cũng không có ở lại buổi tối á, cho nên mẹ cũng không có biết. Nói các em ở suôn sẻ đến cái ngày cưới là nó suôn sẻ đúng không? Suôn sẻ tới ngày cưới thôi, là do là nhiều khi có một mình em lo đám cưới thôi. Lo quá đến lúc mà ngày mai cưới rồi á, nhìn tối nay nó sốt giống kiểu sốt siêu vi chị. Mờ mắt luôn, em không thấy đường luôn. Cũng may á có cái anh bác sĩ ở gần nhà, anh mới sang anh truyền cho cứ 2 tiếng một chai hạ sốt. 2 tiếng hạ sốt truyền tới sáng luôn đó. Đến lúc mà đi xuống nước dâu người ta cũng bia đúng không? Em lại có cái 2 viên hạ sốt trong đó. Trong nước lọc á. Cầm mình là cứ người ta uống mình uống, người ta uống mình uống. Trời tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ xong thì thấy hết là hết. Sau đêm tân hôn là hết sốt luôn anh. Tụi em là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 1 năm 2 tháng rồi ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chắc là cũng biết được tật xấu của nhau đúng không? Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều lắm ạ. Chồng em thì ở dơ cực kỳ. Thì bình thường đi chơi với mình thì đưa đón mình thì chắc là ảnh biết là hôm nay đi chơi với mình, cho nên là tắm rửa sạch sẽ rồi xịt dầu thơm thơm phức ra mình đâu có biết đâu. Nhưng khi mà mình về mình ở chung á thì mới biết là không có tắm. Thế là ổng sợ tắm rồi sao? Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sợ chết. Tắm lên một cụi nên thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Rồi cái tật xấu gì nữa? Là nhậu nhiều á chị. Tuần là đi hết 6-7 bữa luôn. Ủa bây giờ vẫn còn hả? Dạ. Vậy là sẵn em mong muốn chồng mình thay đổi cái gì không? Em mong muốn là chồng em bớt nhậu lại, về sớm với em và dành nhiều thời gian cho gia đình thôi. Dạ. Tại chồng em là cũng như là tuyệt vời lắm. Chỉ có nhậu là hơi làm em buồn thôi, chứ còn chiều em cực kỳ chiều. Vợ thích cái gì cũng làm, vợ sai cái gì cũng làm. Nói chung là nhiều khi mà em ở trong phòng á, em khát nước, anh ơi ra lấy cho em ly nước. Anh ơi em thèm xòi nửa đêm nữa không vậy á. Anh đang ngủ mà em gõ, anh em nói là anh chạy ra anh lấy hết. Chỉ có cái việc là nhậu thôi. Rồi giờ tới bạn đó. Và em à, có một cái đam mê là giống kiểu là muốn làm cái gì làm liền. Đang thèm cái gì đó, từ từ đi mua không, phải đi ngay, phải làm ngay. Làm ngay. Nít mà em chấp làm cái gì? Mà mỗi lần mà không làm đúng ý là có ngắt, có nhéo, cắt. Nguyên cánh tay luôn anh.
coi như là không còn chỗ trống luôn, bực quá, bức xúc quá, không làm được á. Biết rồi, đưa tay lên làm phập lên đầu cắn hả, cắn chồng cắn hả? Ồ vậy tay đó rồi tay trái này phải ngực thì tùm lum hết rồi. Khi khuya em đang ngủ mấy kiểu điên xỉn nhậu vậy, nhưng nghe nói phát trời rồi, nguyên một dấu răng ở đây cắn ở đây là cưng em ơi, cưng cưng thì mới cắn đây. Đau lắm, rất là đau. Vợ tôi muốn cắn rồi, mỗi lần cắn rồi quạo rồi chết rồi, vậy nó cưng gì mà cưng, đau lắm đau. Nhưng người vợ người ta đang cưng chồng người ta mới cắn, ý là vậy. Còn em đau kệ em. Nhưng mà bây giờ cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn là vợ chỉ khoan uống xíu. Ừ. Khi vợ làm quá quên cả ăn luôn đó. Ừ. Ngày ăn bữa hai bữa vậy đó, ăn lặn xạ vậy đó. Em mong muốn là thì lúc nào đó anh mà không có thời gian mà chăm cho em thì em cũng phải tự biết chăm cho tự mình, biết đúng không? Ăn uống, còn đừng có quên ăn. Khi mà một người ốm là rất là nhiều chuyện xảy ra, nó mệt. Em lo rồi thôi. Đúng rồi. Dạ, tại vì công việc của em ấy thì nhiều khi đang nhắn tin với khách hàng hoặc là đang training các bạn ấy, thì mình đang hứng như vậy ấy, mình không có dừng lại mình ăn được. Nhưng khi mà qua cái cử đói bụng á, thế là mình không có thèm ăn nữa. Thì bây giờ em phải sắp xếp. Nhiều khi các bạn gọi đột xuất cho mình ấy chị. Thì đó, dạ. Ý chị mới nói là bây giờ em phải tìm đổi lại cái phương pháp ăn. Ví dụ như thay mình không đúng bữa thì mình sẽ ăn, mình ăn theo kiểu mà ăn vặt á, ăn nhiều bữa đó, cứ tranh thủ ăn được là mình ăn thôi. Cái lúc mà cái sức mình bắt đầu nó cụp xuống rồi á là vực lên không có nổi luôn đó, rất là nguy hiểm. Đó là chồng cưng quá chồng mới để ý vậy đó. Còn cái chuyện nhậu của chồng thì thực sự là nan giải, tại vì cái công việc của chồng em á, đối tác bạn bè đủ thứ đúng không em? Bây giờ cũng hạn chế rất nhiều á. Bằng hết khả năng của mình em có thể cái nào mà em có thể chừa được hoặc là cancel được cái đó thì em cố gắng dành cho vợ. Biết là em cưng em chiều vợ đó, nhưng cái thời gian để cưng chiều đó nó ỏi quá thì chạnh lòng á em. Thực sự là chạnh lòng. Với lại bây giờ là chưa có em bé nha, cái lúc mà nhất là những cấn bầu á, trong cái thời gian mà 9 tháng 10 ngày á, là cái thời gian nó dễ tuổi thân lắm luôn. Rồi xong rồi sanh ra rồi ha, còn tuổi thân hơn nữa nếu như mà bên cạnh mình không có người chồng của mình. Thì cái việc này là hai em phải tự sắp xếp thôi, chứ không ai có thể can thiệp được trong cái cuộc sống gia đình của tụi em. Đúng không? Cô muốn có em bé chưa? Dạ em thì chưa, tính sang năm nữa cơ. Bé nó 25 mà, bé nó mới 25 thôi. Đúng rồi, lo công việc và lo tận hưởng cuộc sống. Thôi chúc luôn cho đi. Hai em nha, mọi thứ suôn sẻ, công việc thuận lợi, phát triển nha. Qua năm sau, muốn gì có đó. Cảm ơn anh. Nha, xin cảm ơn hai em. Chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể, em thấy tội, em thấy thương. Em mới nhắn, Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bà nhắn lại, ông này bị điên hay sao? Cứ chặn số điện thoại em luôn, chặn tin nhắn luôn. Em cũng là mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô, bà la đau thì em buông ra. Hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phong, 30 tuổi, nhân viên kỹ thuật của công ty CJ Cầu Tre. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trường, em 30 tuổi, em đang làm phòng kinh doanh của công ty tư vấn du học. Nhưng mà năm nay là hơi khó khăn. Dạ. Du học chắc ngưng hết rồi ha. Đây là tình trạng chung. Anh đang rất muốn biết rằng là cơ duyên nào hai em gặp nhau. Tụi em quen nhau 11 năm, lúc đó là em học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, thì em hay đi đá banh ở công viên Lê Thị Riêng á. Đá banh hả? Dạ dạ. Tụi em hay tập đá thì thiếu người, anh này ở trường khác thì cũng đứng coi, xong rồi em thấy cũng có vẻ cũng đam mê, xong rồi em mượn vô để chụp gôn hay là đá cho đủ người. Ủa, em đứng đó em coi gì em? Là em thấy phụ nữ mà đá banh em khoái lắm, em coi. Với lại em thích đá banh nữa. Coi giò, coi cản. Như là nguyên đội nữ không? Dạ, nguyên đội nữ. Mà không đứng không coi đội nữ đá banh. Em coi để em huấn luyện á. Xong rồi là em được nhờ vô cái vị trí nào nhiều nhất? Dạ, chụp gôn chị, chủ yếu là để đi lượm banh thôi. Thì nữ là hay đá ra ngoài mà. Mà sao được em? Sao được em, tại nữ đá nhau sao mà thiếu người anh? Thiếu người anh. Mượn thường xuyên không em? Dạ mượn thường xuyên. Mượn bữa rồi. Khi nào thì mới bắt đầu? Sau đó thì tụi em thấy ông này sao mà nhát dữ, kêu vô là biểu gì làm nấy luôn á, không có dám làm gì hết trơn. Lúc đó em nghĩ trời, ông này về sao cua gái. Đó là em có ấn tượng gì về bạn này không? Có thích bạn này không?
thấy thích thích hả? Giống như trong đội mình thấy ai đẹp đó. Ý mà đứng coi. Nhưng mà em không phải là người đẹp trong đội. Thích rồi thì nên em nhờ mới vô. Dạ. Mới vô làm liền đó. Là xong rồi sau những ngày đó thì rủ đi chơi này nọ. Rồi quen một thời gian thì tụi em thấy ảnh nhát quá. Em nghỉ chơi em chơi nữa. Nhát quá không biết cô gái. Có quen một thời gian. Quen thời gian. Mến mến thích thích trên về hẹn bạn. Hẹn nhau đi ăn đi uống vậy anh. Về quê Tết rồi đó rồi giận hờn vậy đó rồi mất liên lạc. Mất liên lạc tới khoảng 2015. Dạ. 5 năm trời mất liên lạc với nhau. Dạ. Cơ duyên nào mà gặp lại nhau? Trong thời gian không chơi với nhau nữa cũng mạnh ai cũng quen những mối quan hệ khác. Rồi sau một thời gian thì cả hai cùng thất tình. Đồng cảnh ngộ vô tình tìm thấy nhau ở trên Facebook. Nhớ lại bạn này ngày xưa mình cũng có quen thôi lâu rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Cà khịa dạ. Nhau. Mới đầu là cà khịa nhau trước. Thì thấy thất tình nhau. Đồng cảnh ngộ nhảy vô cà khịa. Cà khịa rồi nói chuyện đâu khoảng 2 tuần. Rồi mới hẹn đi ra nhà ra ngoài. 5 dạ. Năm ở cái thời thanh niên nó sẽ thay đổi rất là dạ, nhiều dạ, luôn đúng rồi. Dạ. Thì khi tụi em gặp lại nhau thì cái ấn dạ. Tượng của tụi em như thế nào? Em thấy vợ em thì xinh hơn lúc trước nhiều. Giống như lúc trước là còn đi học cho nên không có chỉnh chu, không có chăm sóc. Đi làm rồi thì tôi nghĩ là đẹp hơn. Đẹp hơn à, lúa trổ đồng đó em đó. Lúa trổ đồng. Em thì dạn dĩ hơn rồi. Dạn dĩ may quá. Anh ấy đã biết cô gái. Anh đã biết quen đó phải không? Dạ, anh ấy đã biết nói chuyện. Đó cái bữa gặp nhau đầu tiên đó là cô làm sao? Có gấp cho em ăn. Nhưng ngày xưa là không có chuyện đó. Đó rồi có nắm tay được không? Dạ chưa. Chưa được nắm tay. Là được nắm tay chưa anh? Con nắm. Có tấn công quyết liệt không? Gặp lại mình thấy mình có ấn tượng, mình thấy thích, từ từ mình mới nhắn tin, mới thăm tại sao chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể, em thấy tội, em thấy thương. Em mới nhắn, Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bà nhắn lại, ông này bị điên hay sao, nó chặn số điện thoại em luôn, nó chặn tin nhắn luôn. Tên của bà cũng nữ tính quá. Dạ, hai vợ chồng đọc tên lên không ai đoán được ai là vợ, ai là chồng. Ai là vợ luôn không? Không dạ. Trường. Trường Phong. Khi nào thì em mới chấp nhận? Tụi em mới cưới hồi ngày 8 tháng 8 2020. Gặp lại, quen nhau là từ 2015. Dạ. Dạ. Tới 2020 mới cưới nhau. Dạ. Vậy là trong 5 năm, có nghĩa là em gợi muốn cưới cổ mấy lần? Dạ, em như là đếm nổi không? 3 lần hay gì á? 3 lần luôn. Ba lần. Lý do em sao lần nhớ. Thứ 3 mà em đồng ý cưới? Mỗi lần mà em bực mình lên ấy, em chặn số điện thoại ấy. Anh ấy cứ đến trước cái nhà em ở ăn dầm nằm về lê lết ở dưới đấy. Em sợ ảnh hưởng đến chủ nhà của em, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm á. Em phải xuống thôi, em phải ra mặt thôi. Đó, cho nên làm thì sau đó em mới nói chưa có ổn định với lại em cũng lo, bây giờ quen nhau thì vui vẻ thế này thôi, nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân, quen là quen mà cưới là cưới, nó khác nhau. Lúc đó thì công việc em ổn định chưa? Dạ, công việc em thì ổn định anh. Mới chỉ có tới thôi. Gần cưới, chuẩn bị cưới, thì công việc có chút thay đổi. Tụi em có sống thử không? Dạ không. Em là một người truyền thống. Vậy là giữ gìn. Dạ. Dạ. Giữ gìn. Có thể chơi nhiều cái khác, nhưng lại truyền thống trong cái việc đấy. Quen người cũng đi chơi, cũng đi du lịch, cũng đi nhiều lắm. Tụi em đi rất nhiều nơi. Nhưng mà giữ không giữ khoảng cách thì giống như ở chung thì cũng ôm nhau ngủ vậy thôi. Trừ cái đó thôi. Em thì cũng người bình thường, không phải thánh, nhưng mà mình thương. Mình thương nhiều quá cho nên chấp nhận. Em càng bực bao nhiêu thì tới đêm tân hôn là em càng cảm thấy là xứng đáng đúng không? Dạ. Mà đêm tân hôn chưa được nói chuyện tại vì nhà em ở dưới quê mà giống như nguyên cái nhà lớn vậy đó, dập chùa kế bên nữa. Cho nên làm gì là cả nhà biết hết. Bữa đó không làm gì hết thì lên trên đây ở riêng, thuê phòng trọ phải hỏi kỹ là có cách âm không. Nhưng mà cũng không được. Tụi em phải 3 tháng sau. Giữ về chờ. Mới có 1 tháng mấy được thôi đó hả? Dạ, mừng lắm vậy. Em cũng mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô ba la đau 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 thì
Em buồn hả? Mà giờ ok chưa? Giờ này giờ ok không? Dạ, giờ không có la đau mà không có la nữa. Mà em không ấy gì là sẽ la em đó. Là em bị la. Em bị la. Không, bây giờ là đây là giây phút tận hưởng nè. Dạ. Mấy tay em làm cái gì á? Đang vỗ tay. Tay. Đây là vỗ cái tay đàng hoàng. Đúng không? Đó, chuyện sau em hoài. Coi như dạ. Là được nhiêu ta, được mấy tháng dạ. Vậy đâu có thấy tật tụi xấu em... đâu. Có lòi ra tật xấu gì của nhau không nè? Có chị dạ. Anh thấy Phong hiện chết luôn. Dạ. Nhưng mà ở trong mới biết. Ở trong chăn mới biết. Đâu ví dụ tật xấu dạ. Gì đâu coi nè. Hay coi điện thoại á chị. Anh hay coi sàn ở trên mạng á. Luôn luôn có cái để coi, coi hoài luôn á. Mà chúng ta đều đi làm đến buổi tối là sau bữa cơm là nên dành thời gian tâm sự. Hôm nay tôi bực bội cái gì, tôi vui cái gì. Đúng, tôi bức xúc cái gì. Hai vợ chồng cùng coi một bộ phim dạ. Ví dụ như mẹ mẹ con cân hàng con anh thời thai mà đọc đúng rồi. Ngồi em tâm sự, anh cảm thấy bây giờ sắp tới mình sẽ làm cái này, làm nọ, làm kia. Giống như em đang ngồi với cái máy ấy. Còn ảnh thì vẫn cứ coi xàm. Em bực quá thì em xuống dưới đó em ngủ. Còn dạ, một là em xuống đất, hai là ảnh đi ra sofa. Đó, dạ. Rồi sao nữa nè. Ảnh tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá. Là tốt chứ. Nhưng mà tiết kiệm quá, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Mà về nhà là không mặc đồ luôn đó đúng không? Trời ơi, đúng rồi chị. Mặc không dám mặc mà. Dạ. Mặc sợ hư đồ đúng không? Tối ngủ mà không mặc. Giặt không dám giặt luôn. Nghĩa là tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá, nó không có ép em là không được mua này mua nọ, shopping này nọ kia. Nhưng mà cứ mỗi lần em mua này cái nọ kia về thì anh lại hay hỏi này ở đâu ra. Dạ, em hỏi để coi mắc hay rẻ để em mua giùm để làm chị. Coi chỗ nào rẻ hơn em mua. À được. Để tôi em nói cho nghe. Đó, đó, sao nữa nè. Đó rồi lâu lâu đá banh á, đá banh xong á thì đi nhậu. Đá banh xong là khoảng 9 giờ đêm rồi. Nhậu đến 10 rưỡi về, 11 thiếu giờ. Nước, mất nước. Mà em đang nghĩ đến một ngày là giả sử đi nhậu xong lỡ có chuyện gì 11, 12 giờ đêm gọi cho em. Nói là em ơi anh đang bị cái này nọ kia, làm sao mà em có thể ứng cứu, em có thể có mặt đó. Em biết đường đâu mà đi. Em sợ đúng không? Dạ. Vậy em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Cũng may là hết đá banh xong nhậu rồi. Nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu anh vui thôi, đừng vui quá. Ảnh sống thoải mái lên tí. Phóng khoáng lên tí. Nhưng mà em, giờ tới em đó, nãy giờ em dồn bóc, em quá. Giờ em bóc dồn lại. Dồn vô, anh, đường cùng luôn á. Ở trên đây có 30 phút thôi, nhưng mà mình sống cả đời đó nha anh. Anh nói sợ, anh nói. Vợ em thì có một cái tính là giống như hơi cố chấp. Nhưng mà khi mà có một cái việc gì á, em nói á, thì không có nghe. Cái gạt qua một bên vậy đó. Giống như mà khi mà giận nhau á, bả được quyền nói thôi. Bả nhắn tin hay gì bả nói một lèo xong tới lượt em bả chặn, em đâu được quyền nhắn, chặn hết chặn luôn. Chặn tin em luôn, chặn tin, chặn hết luôn. Có cái chiêu hay thật. Các chị tức, phải học quá. Không làm dạ. Gì được anh. Em mò hết cách, chặn điện thoại rồi đóng cửa, em gửi mail là hết chặn được, cũng đọc rồi. Mail không chặn được. Mail không chặn được, chỉ có thể cho vào trang mail thôi. Sao với nữa? Cái tánh em hơi tiết kiệm, vợ em thì hơi phóng khoáng chút. À, trời em cũng bù đắp đó dạ. Em. Như làm đồ ăn, dọn ra ăn, rồi xong quay qua quay lại thấy bả đâu không tiêu. Không quay qua thấy lấy cái cục đồ ăn đem ra ăn chó nhà hàng xóm ăn. Trong khi đó em ăn, để cái này bả ngon để dành cho bả đi, bả không ăn lát mình ăn. Quay qua quay lại gấp để riêng, hỏi chi? Đem cho con chó ăn. Không lẽ em nói giờ không lẽ em dành ăn với con chó. Mà chó nhà hàng xóm nữa. Em thích lắm, em thích chó mèo lắm. Dễ lắm mà em thích dạ. Con đi. Anh không dạ. Cho, anh không cho em nuôi thú cưng. Em thích chó mèo ghê thích, lắm. Em cũng thích mà nó dơ. Sợ hốt đúng không? Dạ. Em suốt ngày em phải đi nựng chó hàng xóm. Anh cũng vậy nè. Dơ thì vợ dạ. Em sẽ tự làm. Tại giờ chưa có con mà đúng không? Dạ chưa. Anh ngủ đi, anh ngủ đi. Bây giờ chị nói nghe hai đứa, tụi em còn quá son luôn á. Thực sự cái cuộc sống hôn nhân của tụi em nó còn quá mới mẻ luôn. Thì chị nói trước nè, trong một cái năm đầu tiên á, là cái năm sóng gió của hai vợ chồng. Sóng gió đây không phải là cái gì mà là tụi em bắt đầu phải tề cái tôi của mình lại để mà tụi em khớp vô nhau. Chứ còn nếu không á, là sẽ gây lộn liên tục. Lúc này bắt đầu tìm hiểu nhau đi, tìm hiểu nhau giống như hồi mình mới yêu nhau vậy đó. Đó nha. Đó thì để mà mình dung hòa với nhau cho cái gia đình mình hạnh phúc. Dạ. Rồi, okay, mong là các em dạ. Sẽ hiểu nhau nhiều hơn và phải tận hưởng cái năm đầu tiên của hai vợ đúng chồng. Đúng rồi. Dạ. Nghe. Có đi du lịch đi chơi rồi đi. Dạ. Dạ. Ok, nghe. Dạ. Rồi, bây giờ em. Mình dạ. Bốc thăm trúng thưởng đi. Cảm ơn anh chị. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nó chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười,
Ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui, tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Có cháu. Dạ có cháu rồi. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lần đầu. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Trời ơi đó, bởi vậy mình nôn nao không uổng đúng không? Ui, cặp vợ chồng này đẹp đôi quá. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp em là một luật sư. Và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Dạ, em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè? Anh nói em nói. Đoán đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm cái chỗ này nó quá là hiệu quả. Cho nên về như là lên streamer đó, lên giới thiệu. Cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường rồi. Em cũng không quan tâm đến vẻ là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên TV chẳng hạn. Không không, anh đang đoán. Hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Nói là anh đang đoán là em đi em làm nói đẹp vậy? Tại vì suốt ngày ở làm trong phòng bị tụt cúng quá cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc mà đến chỗ này gặp làm đây. Và trong lúc làm thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cô luôn dính luôn đúng không? Em nghĩ là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chết quớt rồi đó. Dạ đúng rồi. Sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai. Thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa. Không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi. Một tháng sau là em thấy một người follow em trên Instagram. Thấy hai đứa có một người bạn chung. Từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó. Tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào. Phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần, em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ấn tượng đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi. Nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Hiếm là vậy đó. Dạ. Hiếm, hàng hiếm luôn. Anh nhìn cô xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cô xinh như vậy mà cô chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở tôi. Từ lúc em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức tỏ tình cậu? Anh nghĩ là em tỏ tình cổ đúng không? Dạ dạ, em tỏ tình cổ, tại vì đó là luật. Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thực ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu. Em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cổ là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Ý em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô dạ tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về. Một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó. Dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á, là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á, thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi. Nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này, mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức, nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ là nó yêu nhau như vậy khá là nhiều. Chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt đầu nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này. 2018. Dạ đúng rồi. 2018. Đúng rồi đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về. Rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt. Thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha. Thì mình thấy dễ thương tại vì mình cũng nói bất ngờ. Không trong ngày đó được. Thế em không nói không được có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau trong bao lâu? Dạ 8 tháng xong rồi cưới nhau. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà
chỉ muốn chia tay nhau hay là hay à là... có anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nó chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là em á, thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh á, nhiều khi ảnh lâu lắc anh đi làm gì kia xong anh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà ảnh đi ngủ em lại nhắn một tin dài. Ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà anh thay đổi. Ngoài cái đó còn những cái khác nữa Nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ, làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại, trời ơi, em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt. Đó nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra thì em nói là ông giỡn. Trời ơi chị coi chị nổi không? Chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi. Toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà. À, tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong nhưng mà anh ý phải là nói bình một cái thường gì đó rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Còn lần này là anh nói là anh giỡn. Còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em cái lúc đó con nít anh Phụng ơi. Em đâu không? Dạ em tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Xong rồi từ lúc đó là giỡn đâu. Nhưng mà ra thì cái thấy cô này quan trọng quá cuối cùng lại là giận. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Vui ở đâu? Vui ở Nha Trang hay vui ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang đó. Nha Trang đúng không? Đó. Thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần cặp đó rồi sao? Bác sĩ bảo cưới thì là em anh Nguyên lúc đó thì em vui không? Lúc em nhận được cái em tin nghe đấy, bác sĩ nói vui không? Dạ em có kinh nghiệm. Dạ, tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận, mày phải kiểm tra lại. Dạ, cho chắc là sau đó. Dạ, nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. em vẫn nói giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó. Nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em báo ngược lại với chồng em là người thử. Lúc đó là đang về quê xong thử que. Xong mới thấy là hai vạch. Sau đó là em cũng sốc cũng khóc tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều, nó bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó xong rồi mình thấy trời giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền. Xong rồi anh cũng nói là thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu trời sao cái người đàn ông mình đang yêu sao kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau đó quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thật sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười thì ok thôi. Nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Dạ có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua bên, em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu tiên. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em gọi là bam mấy cái. Và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Dạ ra mắt ba mẹ vợ mà em đã có một cái nguyên một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em á thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích, ý là đương nhiên là cũng sốc. Mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này á, tại vì tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau. Em là người rất là mở, tư tưởng thoáng, còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen anh này thì em cũng đã giống như là
hướng lại tư tưởng nha mẹ, là mẹ nên thoáng như vậy. Tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ, thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Dạ. Như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm. Hai vợ chồng 2 năm. Tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ. Có nghĩa là đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị. Thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia, rồi nó nằm trên giường. Nhưng mà không, cứ bay lên giường mà nằm. Phóng một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần rồi không được. Cái thứ hai là cái hành động mà nó cũng mạnh bạo. Ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái. Thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha, cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á. Nhưng mà đối với anh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa rồi mà. Chưa, không thấy. Rồi cho là mình làm việc với máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con người thể. Mình đó bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường, cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường, mà em bị liên cái nói liên tục luôn, giống như là mình nói chuyện nạt với mặt người ta. Anh đúng, có thể coi cách chắc chị Vân nhìn, chị Vân không hiểu, không biết anh đang nói về gì. Mà biết, em biết Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em thì Thuận làm đạo diễn nhiều á. Dạ. Ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự khó để có thể vô một trận bóng đá mà em bình tĩnh được. Đó, còn gì nữa nè? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài á, liên quan tới sở thích. Có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa, cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm. Thì chồng nói là ok, hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh. Đó là ăn cơm tắm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tắm, tới hôm nay vẫn ăn cơm tắm. Em là người chung thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tắm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không chị. Chỉ có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn ủng hộ em. Em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại. Giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng. Giống như là làm tổn thương mình á, rồi sau đó lại đi xin lỗi mình, thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Không, vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi. Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em, nhưng mà em phải nói từ từ lại. Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng nhiều cách lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, chỉ có cái đó thôi. Và đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp, đúng không? Dạ. Được không Nguyên? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó, em coi thật xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là khi vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online. Dạ có, một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3 tới 4 lần. Wow. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiếng. Không, em toàn mua đồ lòng cho gia đình, mua cho em bé, em tại vì là bé gái. Minh, em thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em nói shipper vòng trong phường. Quen lắm. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai. Tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được. Nên rằng vợ em nấu ngon. Có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó, khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ. Cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ dạ, chả đậu gà một cái. Rồi xong đưa cho em một ly nước
Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn. Khi mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Tức là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa, cái hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon ở cả hai. À, em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên. Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích. Thì mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa, và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói tới mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được. Nên là em thắc mắc như vậy thôi. Tức là chồng em đã từng nói với em điều đó. Em nói trước. Em nói trước, nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó. Ý là chồng hỏi là trời ơi, sao em vô gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy làm sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi, tại vì em biết là anh sẽ không bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói nói vui giờ chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn, đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em cũng nghĩ là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mọi người bừa một kiểu. Rồi nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em được bị té ở cái ba lô á, thì lần này á là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, người ta luật sư mà, bị tổn thương ta sĩ diện, nó cho không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không? Tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Và ngược lại. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi, lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương, say đắm tình tứ đó. Em cứ mỗi ngày em đang nói là mỗi ngày em lại càng yêu vợ em hơn đó. Em ơi tuyệt vời lắm em ơi. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nha.